Nghiệp là gì? Có mấy loại? Cách hóa giải nghiệp chướng? Đã bao giờ bạn tự hỏi nghiệp là gì? Khái niệm về nghiệp hay nghiệp báo, nghiệp quả được hiểu là một định luật chỉ ra rằng mỗi một nguyên nhân đều tạo ra một hậu quả, có nghĩa là các hành động của con người đều có những hậu quả. Nghiệp là một khái niệm được dùng trong Phật giáo, chỉ về quy luật chung, quan hệ nhân quả. Nghiệp hay còn gọi là karma, tiếng Phạn là tư tưởng, lời nói hay còn gọi là ý muốn hoặc tác ý cũng được gọi là nghiệp. Có nhiều loại nghiệp như nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp báo, khẩu nghiệp. Chúng sanh tạo ra nghiệp và sẽ nhận lại nghiệp báo không xa. Định nghiệp là hành động lành hoặc dữ có cộng tác với ý thức tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp là hành động hoặc lành hoặc dữ không cộng tác với ý thức nên thành nghiệp không quyết định. Nghiệp ảnh hưởng lớn đến tu hành, đồng thời dẫn chúng sinh đi vào sinh tử luân hồi. Hành động bắt đầu từ ý thức, lời nói, sau nhiều lần lặp đi lặp lại sẽ tạo thành thói quen và chi phối, dẫn dắt chủ thể theo nó. Bên cạnh đó, nghiệp còn là việc làm của chính mình. Mình làm chủ những hành động tạo tác và chính mình phải chịu những hậu quả mà nó đưa tới. Trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng sanh làm chủ tạo nghiệp và thừa kế nghiệp mà chính mình đã tạo, không ai khác ngoài mình. Có những loại nghiệp được liệt kê như sau. Tập quán nghiệp là những nghiệp tạo tác trong hiện tại do tập quán kết thành. Tích lũy nghiệp là những nghiệp tạo tác trong nhiều đời chất chứa lại. Cực trọng nghiệp là nghiệp mạnh mẽ hơn các nghiệp khác. Có hai loại cực trọng nghiệp là thiện và bất thiện. Cận tử nghiệp là nghiệp quấn thân của người khi đã chết. Nhân quả từ cận tử nghiệp có sức ảnh hưởng, chi phối rất lớn. Chúng sinh đều biết, gieo nhân nào gặt quả nấy. Dù muốn hay không đều phải gánh chịu quả mình gây ra. Nếu vậy, Đức Phật chẳng thể đóng góp được gì đối với việc chuyển hóa khổ đau của mỗi người. Sự thật, sự đóng góp của Đức Phật và Phật giáo cho nhân gian này quá lớn lao. Trong đó có học thuyết về nghiệp. Do vậy, ta cần nhìn lại để xác định đâu là ý nghĩa đích thực của giáo lý nghiệp theo lời Phật dạy. Nghiệp trong Phật giáo là kết quả của thân, khẩu, ý. Các hành động được lặp lại nhiều lần tạo thành thói quen. Nghiệp quả, báo ứng là kết quả của những việc làm trước đây luôn có sự cân bằng giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Chữ báo là kết quả công bằng tương xứng với hành động trước đây. Chúng ta làm việc thiện, tất có thiện báo, làm việc ác, tất có ác giả. Nhân quả nghiệp báo là giáo lý của Phật Pháp, dùng trí tuệ để hiểu rõ nguyên lý vận hành vũ trụ, tuần hoàn và bản chất cuộc sống. Nghiệp là kết quả từ hành động của chủ thể, nghiệp ảnh hưởng đến tính cách, đặc điểm mỗi con người. Chúng ta phải gánh chịu nghiệp từ những hành động trong quá khứ có thể hưởng trái ngọt từ việc thiện, trái đắng từ những việc ác, dẫn con người luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Theo kinh Nhân Quả, muốn biết nhân đời trước, hãy nhìn đời hiện tại, đời sau như thế nào, do việc làm đời nay. Nghiệp quả được tạo ra từ nghiệp gồm có nghiệp cũ, nghiệp mới, biệt nghiệp, cộng nghiệp. Nhân quả, nghiệp báo luôn tồn tại nhưng không ai nắm bắt được tường tận, tuy nhiên luôn tồn tại định số trong nghiệp. Ác giả sẽ có ác báo, kiếp trước làm ác, kiếp này phải trả nợ nghiệp, nếu tu nhân tích đức sẽ hóa giải dần dần nghiệp lực đã tạo ra. Theo quan niệm đạo Phật thì nghiệp sẽ bao gồm hai loại, nghiệp gia tiên dòng họ và nghiệp bản thân. Thế nào là nghiệp gia tiên dòng họ? Nghiệp gia tiên tức là con cháu dòng họ sẽ hưởng nghiệp thiện hoặc ác nghiệp từ tổ tiên, nghiệp lực được tích tụ từ đời này sang đời khác. Dân gian thường truyền tai nhau rằng dòng họ nào chuyên làm nghề đồ tể, giết trâu, bò, heo, chó thì nghiệp sẽ rất nặng. Bởi lẽ những động vật này đều có linh hồn, thậm chí rất thông minh và trung thành. Khi bị cướp đi sự sống, chắc hẳn chúng sẽ có những oán hận. Hơn nữa, nếu cả dòng họ đều làm, truyền nghề từ đời này sang đời khác, thì nghiệp chướng càng nặng, cần được hóa giải ngay, không sẽ mang đến hậu họa cho con cháu đời sau. Tất cả các dòng họ đều có nghiệp, để giải hết nghiệp thì phải tu tập, thực hành. Muốn dòng họ mình không còn nghiệp thì cả dòng họ đều phải thực hành tu tập. Điều này là khó có thể. Do đó, dòng họ nào cũng có nghiệp. Dựa vào điều này mà khi đi xem bói, nhiều thầy phán rằng dòng họ này nghiệp nặng lắm. Nếu có như vậy thì cũng đừng lo lắng quá. Vì nghiệp nào cũng có thể giải được, chỉ cần thời gian và tâm hướng thiện. Như thế nào là nghiệp do chính bản thân mình tạo ra? Theo nhà Phật, khi con người sinh ra và chết đi thì chỉ có hai thứ duy nhất mang theo, đó chính là nghiệp và đức. Không phải của cải hay tiền tài, cũng chẳng phải tình duyên hay thân quyến như nhiều người suốt ngày lo lắng cũng như vướng bận. Lúc sinh ra, ta đến tay không thì khi chết đi, ta cũng ra đi với tay không.
Con người được sinh ra sẽ mang trong hai trường năng lượng. Cụ thể thì trường năng lượng trắng chính là đức, còn trường năng lượng đen chính là nghiệp. Tùy vào đức độ và nghiệp thì trường năng lượng đó sẽ có thể lớn hơn hoặc ít hơn trường năng lượng còn lại. Cơ thể con người tồn tại hữu hạn, nhưng linh hồn của con người lại tồn tại bất diệt. Linh hồn con người sẽ chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, nghiệp cũng vậy. Vì thế từ khi sinh ra, ta có thể đã mang nghiệp trong mình từ kiếp trước rồi, chứ không phải chỉ tính nguyên nghiệp trong kiếp này. Nghiệp cũng được tích tụ chuyển qua rất nhiều kiếp của mỗi con người, nên kiếp này chúng ta phải trả giá cho nghiệp của kiếp trước thì cũng không có gì là lạ cả. Do đó, chúng ta phải hóa giải nghiệp chướng. Cách hóa giải nghiệp chướng. Phật dạy, hóa giải nghiệp lực sẽ mang lại những điều tốt lành trong cuộc sống, tiêu tan hết bực bội, ưu phiền, giữ tâm thanh tịnh, hóa giải những nghiệp ác, lầm lỗi đã gây ra trong quá khứ. Khi làm được điều này, những điều tốt lành, may mắn sẽ đến với cuộc sống, tâm hồn được thanh thản, bình yên. Không ai làm vừa lòng được mọi người, từ đó sẽ kết oan nghiệp. Để tiêu tan mối nghiệp này thì phải làm sao? Để trừ nghiệp chúng sinh, cần giải oán và mở kết. Mở lòng mình ra chính là cách tốt nhất để xóa bỏ nghiệp chướng. Phật không hóa giải được duyên người kết, tâm hướng Phật để lòng thanh thản, hướng tới điều thiện, rũ bỏ điều ác. Với những người khẩu Phật tâm xà, dù đọc bao nhiêu kinh Phật, đi tứ phương bái Phật cũng phải nhận nghiệp do mình gây ra. Ăn chay, niệm Phật, sám hối không đủ hóa giải được nghiệp chướng mình đã gây ra. Sở dĩ như vậy vì nghiệp chướng của người này quá nặng, đã tích tụ quá nhiều. Do vậy, việc công đức niệm Phật dù phần nào để giúp họ tiêu trừ đi rất nhiều, nhưng mà vẫn chưa dứt sạch được nghiệp chướng. Cho nên cần phải niệm Phật thường xuyên mỗi ngày mới mong giảm được nghiệp chướng. Thiện chính là yếu tố quan trọng, là phong thủy mạnh nhất để có thể thay đổi vận mệnh của con người. Làm việc thiện là cách tốt nhất để hóa giải nghiệp chướng. Tu nhân tích đức chính là yếu tố quan trọng, là phong thủy mạnh nhất để có thể thay đổi vận mệnh của con người. Cứu được người thoát nạn luôn được coi là công đức hàng đầu, được người khen ngợi, được các bậc thánh thần tán dương, bất kể là nền văn hóa hay tôn giáo nào trên thế giới. Vì bản chất mọi tôn giáo đều hướng con người ta làm thiện. Một trong những cách cứu người đơn giản, bất kỳ ai đủ điều kiện đều có thể làm được, là hiến máu nhân đạo, phóng sinh. Hiến máu nhân đạo cũng chính là giúp con người đang chiến đấu với lưỡi hái tử thần hàng giờ và giành giật lại sự sống. Phóng sinh là giúp chúng sinh có cơ hội được sống sót. Khi phóng sinh, ta còn thực hiện được ba điều, đó là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nghiệp chướng được sinh ra từ lòng tham, sân, si, đố kỵ, từ đó gây ra những điều không tốt cho bản thân và cộng đồng. Buông bỏ những buồn phiền của bản thân chính cũng là cách để giải thoát được ác nghiệp. Tâm càng thanh tịnh an nhiên bao nhiêu, thì nghiệp ác càng tiêu tan bấy nhiêu. Tâm càng nhiều muộn phiền, thì nghiệp ác sẽ ngày càng tích tụ. Do đó độ lượng, bao dung với người khác chính là bạn đang bao dung với bản thân mình. Tha thứ cho người khác chính là đang tha thứ cho bản thân mình. Có thể nói, đây là phương pháp tạo nghiệp lành nhanh nhất, hiệu quả nhất, đơn giản nhất. Khi nghiệp lành được sinh ra, cùng với đó, nghiệp chướng hay ác nghiệp cũng sẽ tự hóa giải,